Nam Ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Ủa ba tên nghe bà, ba tên nghe bà. Ủa? Cái câu hết hồn luôn á. Chị gặp lắc xí ngầu. Chơi lắc xí ngầu ai thua uống. Ai thua uống. Ba với ông Việt Nam chia ra hai anh em cặp. Lúc đó uống say say rồi. Quay qua hỏi. Ủa hai này uống chưa? Em á. Em quay qua hỏi ba em. Ủa hai này uống chưa? Tật xấu thì nhiều. Cụ thể một vài cái tật xấu đi. Ừ nói xấu bà già. Trời đất ơi. Chết rồi. Cái đợt đấy thì bị dư luận bảo là em tiêu cực và em bán độ, là cái thời gian đó em bị đồn thổi và báo chí viết rất là nhiều luôn. Mà tình cờ thì ở sớm có người ta biết, người ta đọc, xong rồi ngồi uống trà chung với ba cái người ta nói ừ ông Sơn con rể ông bán độ hả. Chào chú. Dạ. Chào thủ môn thân yêu của tôi. Hello anh. Chắc chắn quý vị cũng đã nhận ra rồi. Đây là một nghệ sĩ trên sân cỏ, thủ môn rất là nổi tiếng. Dạ. Tài ba. Thủ môn Tấn Trương. Ba vợ. Xin mời chú giới thiệu về mình ạ. Chào chú Hoàng Linh, chào cô Lê Lộc. Dạ. Tôi tên Trần Văn Nghĩa, sinh năm 1960, quê ở Đồng Tháp. Ủa ba tên Nghĩa hả ba? Ba tên Nghĩa hả ba? Ủa? Anh đã hỏi cái câu hết hồn luôn á. Từ lúc quen vợ tới giờ cũng 26 tới giờ là cũng 16, 17 năm rồi. Dạ. Mới biết ba tên Nghĩa. Đây nhà tên khác đúng không? Ở nhà tối ngày bà mẹ vợ kêu ông Sơn. Ông Sơn, tức là bà đứng đó ba tên Sơn không ạ? À? Ủa vậy là nickname mình là tên Sơn hả chú hả? Đúng rồi, Sơn Em. Sơn Em ở nhà tên thường gọi là vậy Sơn là Em. Ở dưới Đồng Tháp thì mình làm công việc gì hả chú? Đầu tiên thì chú làm nghề cơ khí, rồi sau đấy mới chuyển qua nghề buôn bán, vừa buôn bán mà vừa làm ruộng luôn. Cái này là lần đầu tiên mà chú gặp con rể tương lai của chú nè. Chú cảm nghĩ thế nào về người đàn ông cao như thế này? Mới đầu chú cũng hồi hộp lắm, không biết con rể mình sao. Lần đầu tiên Liên dắt về đó, cha con ăn cơm cũng hòa đồng với nhau lắm. Ba, xưa mới gặp chưa con rể bà, xưa mới là con rể tương lai đại mới là bạn trai của con gái thôi. Lúc đó mới con trai thôi rể. Mình thấy mình cũng kết. Kết gì chú? Kết tướng cao ráo kia nọ đó. Tướng cao có lợi ghê anh ơi, đặc biệt cái ba kết là cầu thủ bóng đá, tại vì ba mê đó ba anh. Vậy thì kết cầu thủ trước chứ chưa chắc kết ông này. Hồi đó xấu lắm anh, hồi đó xấu lắm bây giờ vẫn xấu. Khi mà cái lần gặp đầu tiên đó anh thấy ba làm sao? Thì thật sự mà lần đầu tiên thấy ba thì ba vẫn là ba thôi. Lúc đầu gặp thật sự cũng rất là hồi hộp, sợ. Giả bầu sợ thôi, sợ thiệt anh. Lúc đầu cũng rén lắm. Tại vì hồi đó thật sự em là một cầu thủ trẻ thôi, chưa phải là cầu thủ nổi tiếng, cũng chưa lên đội 1 luôn. Nói chung là trong tay không có cái gì, tương lai của mình cũng không biết gì đâu. Mà lần đầu tiên em lên nhà, ba nhớ lần đầu tiên lên là như là tặng ba chai rượu đúng không? Chai rượu bào đá. Ủa mà sao có nhiều món quà để tặng anh, không tặng anh tặng chai rượu người ta? Thường mấy dài miền Tây á, nghe ổng hay uống rượu đế. Khi nghe vợ nói là trước buổi cơm ba hay thích uống một ly rượu để cho nó ấm ấm bụng rồi ăn cơm cho nó ngon. Thì bắt đầu mình biết như vậy khi mình đi thi đấu ngoài Bình Định đó anh. Dạ. Bắt đầu mình nói hồi tiên về ra mắt nhà vợ tương lai rồi không biết mua cái gì để tặng. Tại vì ba là trong nhà là kiểu giống như ba cũng khó tính, mình nghe nói vợ nói vậy mình cũng sợ. Nghe nói vợ ba thích uống rượu nữa thôi, chạy mua chai bầu đá về làm quà trước. Mua chai bầu đá về để luôn tới sau này luôn á ba, đâu uống đâu. Uống nặng quá. Không nặng thì ngon thiệt, nhiều uống hết trơn rồi. Gặp mặt nó đặt cái chai rượu vô là ý sao biết không? Là bỏ rượu đó thôi. Chốt rồi đó. Cái ý đó là ý sao quên. Rồi sau đó về làm dâu sao nè? Ủa cái gì anh? Ủa gì vậy? Ủa chú ơi, lại quen miệng chương trình mẹ chồng nàng dâu á anh, xin lỗi vậy.
làm rể. Thời gian đầu em quen và em tiếp xúc thì em cảm thấy là gia đình bên vợ em sống rất là vui vẻ. Gia đình thì không giàu có gì, buôn bán cực khổ, nhưng mà được cái là lúc nào gia đình cũng có tiếng cười. Tại vì họ sống họ không có nghĩ nhiều, không có áp lực quá nhiều, cứ buôn bán được bữa nay, có cơm ăn bữa nay. Nó đơn giản vậy thôi. Mà em là em thích nhất những cái đơn giản, cái mộc mạc đó. Có bao giờ hai cha con lai rai chung không? Em kể anh nghe một cái này. Có một lần em tổ chức một chương trình từ thiện ở dưới quê em á. Và anh Trần Bùm là người set up cho em. Anh Trần Bùm về trước, đãi ăn nhậu mà ở quê mà. Bắt đầu mời Dự Năm rồi lên ngồi. Có một Trường Giang nữa, năm 2012 có Trường Giang nữa. Là ngồi nguyên nhà tầm khoảng 7-8 người gì đó. Chia cặp ra, bắt đầu kiểu là giống chơi trò chơi gì ba? Chia cặp lắc xí ngầu. Chơi trò chơi lắc xí ngầu, ai thua uống. Ba với ông Việt Nam chia ra hai anh em cặp. Lúc đó uống say say rồi. Quay qua hỏi, ủa hai này uống chưa? Em á. Em quay qua hỏi ba em, ủa hai này uống chưa? Lúc đó là hầu như là vô ba cái rồi, thành ra sẵn sàng cũng vui vẻ với nhau, không có gì hết. Ông ba sợ mình đang bầm hiểu lầm, ông mới giải thích là con đừng hiểu lầm, tại nó thiệt, nó chịu uống say say rồi nó quên á, nó lẹo lưỡi á, chứ thật sự nó hiền lắm, nó ngoan lắm, nó hiếu thảo lắm. Thật ra cho thấy được rằng là cái tình cảm giữa cha vợ với con rể nó rất là thân với nhau. Dạ, rất là ngồi chung lâu lâu quên, ê mày uống chưa mày. Nói, tao uống rồi mày. Từ cái ngày con rể nó tặng cái chai rượu bầu đá đó cho đến bây giờ, nó có tặng thêm gì nữa không chú? Có tặng quà ngày lễ, ngày Tết hay ngày của đàn ông gì không? Không, cái chuyện đó không có. Không có luôn hả? Gia đình nó mộc mạc lắm, không có cầu kỳ. Bạn ơi, phải có gì tặng chứ. Em nói anh nghe là hầu như là tặng ba mẹ không có lấy. Ai có tặng lần nào đâu lấy. Em là tiền tươi anh ạ. Thực dụng quá luôn hả? Thực dụng. Về hỏi ba ơi, ba có thiếu tiền không? Ba lấy tiền ba xài. Đặc biệt không lấy nhiều nha, cầm lúc nào cũng là 500 triệu thôi, không cầm nhiều. Ba nói cầm nhiều xài nhiều, nhưng mà đặc biệt là không có nhận quà. Phí đó mày ơi, mua bằng chi, tao có làm gì đâu mà mua. Đi nước ngoài thi đấu cũng không mua quà cho ông già luôn hả? Không, có à. Đi Hàn Quốc mua 2 củ sâm Hàn Quốc. Về chú ngâm rượu rồi uống cũng hết luôn à. Đợt rồi đi đội tuyển Anh đá trong World Cup ấy, có mua về cho ba 2 chai rượu. Không có rượu nữa. Sợ tết. Coi chừng nó mua củ cải nói củ sâm nữa chứ. Thấy cũng giống củ cải. Giống luôn cái chắc. Không ngon chứ. Ngon hả? Ngon. Nhưng mà chú ơi, chú thấy anh Trường có tật xấu gì không chú? Tật xấu. Nhiều à? Tật xấu thì nhiều. Cụ thể một vài cái tật xấu. Ừa nói xấu và dài dài. Trời đất ơi. Chết rồi. Thường á, đồ á, Trường mà để chỗ này chỗ kia á, là bà già vợ lấy đem cắt. Dọn dẹp rồi đó hả chú? Đó, dọn dẹp. Dọn dẹp rồi. Mỗi lần cắt là kiếm ở nhà không ai biết hết, kiếm không ra luôn, mà chỉ hỏi bà già vợ là bà già vợ lấy ra. Cái đó không phải là cắt, đó là giấu. Cái tính của mẹ là kỹ, cái đó không phải là mình nói xấu mình ghẹo thôi. Em đi đâu về em hay có cái túi sách và điện thoại và chìa khóa, em hay quăng lung tung trong nhà. Mà mỗi lần mẹ gặp nó nằm cứ trên cái chiếc sofa là đem cất. Yeah. Gặp trên bàn là phải đem cất. Mà mỗi lần mẹ cất, đặc biệt ở nhà không ai tìm được, kể cả vợ em luôn. Vợ em là một người quán xuyến tất cả mọi thứ luôn. Vợ ơi đồ mà, vợ ơi giày để đâu, vợ ơi tất để đâu là vợ nắm hết. Nhưng mà riêng đặc biệt cái là đồ cất là mẹ ơi đồ để đâu. Còn gì nữa không anh? Còn gì là gì? Ý là cái tật xấu của anh á. Tật xấu anh thì được cái là rất là lười. Thì nhà giống như được phục vụ giống như vua vậy á. Thì đi thi đấu và đi tập luyện thì có người phục vụ ăn uống này kia. Về nhà cũng như vậy, ba không biết tính mình vậy. Tới giờ cơm là mình thì thích mình hay chơi game. Dạ. Chơi game là ừ con ơi xuống ăn cơm. Mà xuống ăn cơm á là hiểu mà trong gặn game mà mình kiểu người gướng á. Ba biết ý, ba cũng đợi, ba không bao giờ cấu, ba không bao giờ giận. Đợi xuống đầy đủ mới ăn cơm. Được cái là về không có như người ta, không có tụ tập ăn nhậu đi chơi rồi. Ở nhà không à, ở nhà không à, nhưng mà lười. Trời ơi, chết rồi chú. Hai cái tính ghê quá, nói xấu bà và vợ. Lười. Lười biếng. Chú có chuyện không chú? Mình thấy con nó đi đá kia nọ thấy nó rất là chịu. Tức khổ. Thôi để về cái con nó thoải mái đi. Kể buổi sáng thức dậy, đưa con đi học, mẹ vợ bán đồ sáng mà. Dạ. Đó là xuống dưới ăn. Ăn xong về nhà, là vợ pha sẵn cà phê sữa lên chơi game. Trời chơi game tới trưa, ba kêu Trường ơi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong ba nói mẹ pha nó thêm cà phê sữa đi cho lên chơi game tiếp. Là lên chơi game tiếp tới chiều đi tập chị đó banh á. Chú ơi, chú có bao giờ đi coi anh đá trực tiếp không chú? Có. Dạ. Lúc đá Đồng Tháp chú cũng có đi coi nè, lên Sài Gòn Sơn Thành cũng có nè, Bình Dương cũng có, mà nước ngoài thì chưa có đi. Thế thấy chưa? Em phải lâu lâu cho ông già đi nước ngoài coi. Thôi không được, tốn tiền lắm. Anh hơi đặc biệt cái là ông bà dưới quê á. Thường thường hồi xưa sống cực khổ, gia đình nghèo khó á, sống chắc chiêu, đừng đồng đừng khác. Bây giờ mình có điều kiện rồi á, mình muốn chăm sóc lại á. Mẹ vợ á, đây cũng nó xấu nữa. Cứ mỗi lần mà đi ăn á anh, mà dẫn vô nhà hàng ăn trọng á, kêu nhiều món. Tụi bay kêu chi nhiều, ăn có hết đâu. Dạ. Xong tính tiền, giấu cái bill dưới, không dám đưa cho coi. Đưa coi
trời ơi trời, tụi bay đi ăn cái này bằng hát bằng gạo á. Mình cũng khuyên suốt à, mình cũng nói suốt à, em hay ghẹo đi trời ơi, sống bao lâu ăn đi. Chứ tính Trường hài hước lắm. Vấn đề chỗ là có bao giờ Trường làm cho mình buồn lần nào không? Về làm rể tới giờ là hầu như là vui không à, chứ không có chuyện buồn. Kể cả vợ em luôn, làm cho vợ em buồn hiếm lắm. Đừng có nói tới cãi nhau, chưa bao giờ cãi nhau mười mấy năm rồi. Tức là em luôn luôn chủ động đem cái sự hài hước đó, dạ, để phá tan những cái bầu không khí buồn bã này kia đúng không? Nhiều lúc á em gặp áp lực trong công việc, hầu như là tất cả mọi người đều đánh và dồn áp lực về em, em hầu như là suy sụp luôn. Nhưng mà riêng về nhà em không bao giờ suy sụp. Nhưng có những lúc nào mà chú cảm giác là mình buồn vì con rể mình do cái dư luận nó đem đến chưa? Có chứ, buồn thì buồn nhưng mà mình để trong lòng thì thôi. Mình cũng biết ý con mình, người ta nói vậy chứ mình nghĩ là không có vậy đâu. Ở năm 2019 em gặp một sai lầm ở câu lạc bộ Bình Dương thi đấu với cúp C1 châu Á. Cái đợt đấy thì bị dư luận bảo là em tiêu cực và em bán độ, là cái thời gian đó em bị đồn thổi và báo chí viết rất là nhiều luôn. Mà tình cờ thì ở sớm có người ta biết, người ta đọc, xong rồi ngồi uống trà chung với ba cái người ta nói ừ, ông Sơn, con rể ông bán độ hả? Bắt đầu mới cãi lại. Nghe vợ đợt đó là nói là xích mích, cũng xém, mình xém đánh nhau vì con rể đấy. Người ta nói vậy mình cũng tức, sợ ngồi đó hơi mình kìm không được, quýnh lộn rồi, lớn tuổi quýnh lộn nó kỳ lắm. Sau này chú mới đính chính lại, nói là mấy ông nói chuyện vậy giờ mấy ông suy nghĩ đi, thí dụ giờ thằng rể tôi mà nó làm vậy rồi sau này làm sao mà được ông huấn luyện viên mời lên đội tuyển quốc gia, dạ, rồi câu lạc bộ Hà Nội mời ra ngoài chơi. Mấy ông nghĩ đi, thí dụ nó có bán độ có tiền chích thì đúng rồi, sao lên được đội tuyển, làm sao lên được. Rồi sau này mấy ông mới hiểu, mới coi mới biết. Chứ lúc đầu là chúng nóng lắm mà. Nhưng mà khi mà coi đá bóng á chú, khi mà con rể mình nó chụp mà có những cái lỗi lầm, nó ngồi mình có trách con mình không? Có chứ, trận Bình Dương đá với câu lạc bộ Hà Nội, nó ra trái bóng chuột, nó trời ơi thằng này thiệt tình. Rớt xuống bữa đó hình như là Giang Thành Trung đánh đầu vào. Như một trận lúc mà nó mới quen Liêm mà đi đá ở Lào á. Dạ. Lúc ở trong này nó ra là nó chậm hơn người ta một nhịp. Cái tình huống SEA Games 29 anh. Tình huống càng mà nổi tiếng tới giờ đó. Phóng viên đổ thừa này kia nọ là ông Calito bóp cổ đó. Nó ra trái bóng, chú nói rồi chết rồi con ơi. Thiệt tình chết thiệt. Ra cái đó là bị gãy xương vai liền. Ba không hay coi đá bóng đâu, nhưng mà khi mà con rể đá những trận đấu nào ba đều coi và đều xem. Về con rể về có cái nói chuyện và tâm sự. Có bao giờ ba góp ý bóng đá với em không? Thật sự ba rất là tôn trọng em. Sai thì ba nói là sai, còn đúng thì ba khen. Sai vậy em có cãi lời ba không? Không, em sao cãi được, tại vì sai trước mắt lấy gì cãi. Bóng đá thì ai cũng vậy thôi, nghề nghiệp mà. Thì đương nhiên nó có sai lầm này, sai lầm kia. Nhưng mà em thì rơi vào những cái điểm nó quá nhạy cảm thì nó lớn hơn thôi. Đây cũng là một cái khán giả, vừa là cha vợ, vừa là huấn luyện viên, vừa là khán giả góp ý em. Cái ở đây là cha con có thể họp với nhau về tất cả mọi thứ. Đúng rồi. Chỉ có niềm vui thôi. Chú Linh nói đúng rồi, chỉ có niềm vui. Hồi lúc mà chưa có Trường á, thì ở nhà lúc nào cũng vui hết. Mình đã cực khổ rồi, thì về nhà thì hơi có tiếng cười, vui vẻ vậy, nó mới vượt qua được. Ba đó con nghe vợ cũng kể khác ba. Hồi đó kể bà nóng tính lắm. Đúng đó, hồi đó nóng tính lắm, tính thiệt. Mày nói xấu bà già vợ, vợ nói xấu ông già vợ luôn đó chưa? Là ba có tính theo như này. Hồi xưa thì gia đình sống cực khổ rồi, buôn ba ngoài chợ, nhà bán cá mà, buôn bán ngoài chợ đã cực khổ rồi. Hồi đó là vợ nó nghịch, vợ nghịch lắm, bị hàng xóm về mắng vốn, không biết đầu đuôi gì vậy, xách vợ ra quách. Bà vợ bà can quá trời luôn. Con cái bị đi vậy rồi về nó mắng vốn chưa biết phải đúng gì trơn, xách con mà đánh trước. Lúc đó nói chung là Liên nó nghịch thiệt. Nhà có cái hàng rào, mở cửa đi ra không, leo hàng rào cho rách quần chơi. Trời đất ơi. Nhà có nay rồi nè, gái mà nó leo lên. Nhưng mà từ lúc có Trường về thì ba bớt nóng tính, tính đúng không? Thời điểm đó, lúc mà em về sống chung và em tiếp xúc nhiều ở nhà, em cũng là một người nóng tính hơn ba. Em là em quát cái không ai dám nhúc nhích luôn á, mà em phải sửa. Và em cũng nói ba, nói thật sự mình làm gì cũng không tốt, cái gì thì mình từ từ và mình nói, mình giải thích cho nghe, mình bớt nóng tính lại cho gia đình nó vui vẻ. Em cũng phải sửa mà, em tự sửa bản thân em luôn. Anh Trường, nãy giờ em quan sát á, anh là một cái người đàn ông nè, vui tính nữa, thì có bao giờ anh rơi vào cái tình trạng là mình xúc động trước những cái hành động của ba hay là tình cảm của hai cha con, tự nhiên là mình xúc động không? Có chứ, nhưng mà anh không phải người thể hiện. Đi đá banh về nhìn ba mẹ lúc nào cũng tất bật, những việc đấy cũng nhỏ nhặt thôi, mẹ nấu ăn, ba thì bếp núc tiếp mẹ, người vợ thì quanh xây vòng này kia. Mình ăn xong thì ba nhắc vợ nó, mày pha nó cà phê sữa nó uống nha. Những tình tiết nó nhỏ thôi mà nó ấm lòng, mình nằm giọng mình tự cảm thấy trong lòng.
xứng đáng, gia đình xứng đáng, là xứng đáng cuộc sống hạnh phúc. Mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình thấy tự hào vì ba mẹ mình. Con rể đó thì đá bóng quanh năm suốt tháng luôn, đi đá quốc tế này kia, biết bao nhiêu fan hâm mộ này kia. Có bao giờ ông già vợ nghi ngờ con rể hay là dặn dò gì con rể đừng có chăng hoa hay là gì đó không? Không, chú rất là tin tưởng con rể mình. Nếu mà con rể mình chăng hoa hay này cái nọ đó, mỗi lần về nhà thì sẽ thể hiện này cái nọ là chú biết. Thời điểm mà em nổi tiếng á, làm nổi tiếng năm 2007 là lúc mới quen vợ được năm à, 2009 nổi hơn nữa. Mà lúc đó chưa cưới, 2011 mới cưới. Cái thời điểm mà em nổi tiếng nhất là 2009, 2010. Sợ chứ, ba mẹ thì không nghi ngờ, mà ở sớm ta đột. Đúng rồi, khổ vậy á. Mốt về chết mà. Mốt về chết rồi. Coi chữ chết luôn. Con gái ông Sơn quen thằng cầu thủ mà vợ nổi tiếng, coi kêu cưới lẹ lẹ đi thôi, sau này nó bỏ con gái không. Cầu thủ chăng qua dữ lắm. Ba mẹ nghe ba mẹ cũng buồn chứ. Nhưng mà ba thì ba không thể hiện. Mẹ thì có giờ ba khóc, ba tức giùm gái ba khóc. Vợ nghe nó buồn nó cũng khóc chứ. Bắt đầu mình hỏi nguyên do ra, bắt đầu mới kể là ừ vậy 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 đó. Nói trời ơi, chồng sống với vợ bao nhiêu năm nay và tình cảm như thế nào, chồng vợ phải biết tính chồng chứ. Thôi sang năm cưới là bắt đầu qua 2011 bắt đầu em cưới. Ngày 14 tháng 2 là lễ tình nhân luôn, 14 tháng 2 2011 là bắt đầu em cưới. Em cưới để cho người ta đừng có bàn nữa. May á, không có vụ đó chắc cũng chưa cưới đâu. Phải không, phải không? Không, thật sự như thế này là quen vợ được một năm mới xác định được là gia đình mình vợ tốt. Và mình hướng tới là an cư lạc nghiệp, là mình xác định là sẽ cưới mà yeah, chưa biết thời điểm nào thôi. Và đó là quyết định sáng suốt của em trong cuộc đời này. Có bao giờ mà con rể nó mét mình về con ruột của mình không? Có ạ. Có, nhiều khi vợ chồng giỡn nhau đó, rồi la nó ba ơi vợ con đánh con này kia nó. Nói xấu vợ nữa, vợ nào dám quýnh em. À anh nhõng nhẽo anh mét rồi. Nêm ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Ngày nay là ngày live show của Mỹ Tiên á. 5, 4, 3, 2, 1 giơ tay. MC Quyền Linh và Lê Lộc xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta đã được gặp nhau trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại vào lúc 18h cùng ngày trên kênh YouTube MCV Media và ứng dụng Netlove. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình. Và đó là những cái câu chuyện luôn luôn mang đến nhiều cảm xúc khác nhau. Con có bao giờ con nằm suy nghĩ là mình sẽ làm dâu thế nào không Lê Lộc? Dạ có chứ. Nhưng mà con tự tin, con tin chắc rằng mình sẽ làm dâu tốt. Bởi vì ngồi ở đây, con được tiếp thu, con được hấp thụ rất là nhiều chất dinh dưỡng rồi. Con nghĩ là con như cái ngòi bút chì đó, con được chuốt mỗi ngày nên chắc chắn một ngày nào đó con sẽ nhọn lên. Con sẽ vẽ được một cái bức tranh giữa mẹ chồng nàng dâu nó đẹp hơn, lung linh hơn, đúng không? Đó, đó là những cái điều mà chúng tôi luôn luôn muốn lan tỏa đến những người đang chuẩn bị làm dâu hoặc đã làm dâu mà chưa bao giờ làm dâu. Rồi, câu chuyện ngày hôm nay thế nào? Xin giới thiệu, đó là mẹ Trần Thị Tuyết và dâu Phạm Thị Hà My. Họ đã làm dâu 2 năm rồi. 2 năm rồi. Đến từ Bến Tre cho quý vị. Để xem câu chuyện ngày hôm nay như thế nào. Dạ. Xin mời. Rồi, xin chào chị. Dạ, chào cô. Xin chào nàng dâu. Chào chị. Mời mẹ chồng nàng dâu ngồi ạ. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu rất là vui khi chào đón mẹ chồng nàng dâu từ Bến Tre lên đây để tham gia chương trình. Bến Tre hả chị hả? Bến Tre. Chào cô. Chị có thể giới thiệu về mình không? Chào Quỳnh Linh với Lê Lộc. Dạ. Cô tên Trần Thị Tuyết, năm 2 tuổi, từ Bến Tre. Bến Tre. Chị trồng, có trồng dừa? Có trồng dừa mà chưa có trái. Trời đất ơi, sao trồng dừa chưa có trái, còn trái gì ăn không? Hả? Không trồng dừa không ạ. Dừa không mà chưa có trái hả? Trời ơi, Bến Tre mà chưa có trái, mới trồng hả? Trồng ra được năm mấy, ở 2 năm rồi. Làm như mới mua đất, mới trồng hay sao? Làm ruộng, giờ thấy làm ruộng khó quá thôi trồng dừa. Làm ruộng lỗ quá đúng không? Đúng rồi, trồng dừa. Thôi trồng dừa kỳ này thì khá khá nha. Mấy năm mới có trái? Thường thường 3 năm. 3 năm, chị nào có mấy trái đầu tiên nhắn người lên Lê Lộc xuống ăn nha. Dạ, xin mời bạn giới thiệu về mình nè. Dạ, chào MC Quảng Linh và chị Lê Lộc. Em tên là Phạm Thị Hà My, năm nay em 24 tuổi. Hà My 24 tuổi, làm dâu được 2 năm rồi hả? Dạ, làm dâu được 2 năm. Về có trồng dừa với mẹ không? Về là mẹ trồng sẵn hết trơn rồi, chỉ chờ có trái hái thôi. Vậy là quê của My cũng ở Bến Tre luôn hả? Dạ, em cũng ở Bến Tre. Bến Tre quê hương đồng khởi. Những cô gái thần đồng là gì? Đất thép thành đồng ha. Tóc dài, đầu quân tóc dài xưa đó. Dạ. Bây giờ mình sẽ đến với câu chuyện mẹ chồng nàng dâu nha chị nha. Cái ngày đầu tiên mà chị gặp con dâu này đó thì chị có ấn tượng điều gì không? Thì nó vô nó uống trà sữa. Của nhà chị bán trà sữa đó, bán trà sữa
Thì nó uống rồi thấy nó cũng coi được gái thì nó đi, bạn nó mới học lớp 10 à. Đi nó không trả tiền nó hả? Nó vô nó uống trà sữa thì thấy nó cũng dễ thương đó rồi mới kêu nói nó thôi có hai đứa con trai, ở chiều đứa nào thì quen vậy đó là mai cho rồi. Cái vô riết thì hai đứa nó mới thằng lớn á nó làm phố á rồi cái nó về nó thấy thì cái nó mới quen. Ủa sao mà nhiều cô qua uống trà sữa mà sao mình không có giới thiệu cô nào tự nhiên thấy cô này? Thấy 5-6 cô lận mà có một cô này coi được gái nhất. Nhưng mà trước đó là cô có quen bạn này trước không? Không. Không, tự uống gì đó. Vô uống trà sữa à. Thì mới thấy coi đẹp gái. Bán trà sữa mấy năm rồi? Bán được 2 năm. 2 năm mà không có thấy cô nào được hết. Nhưng mà là gặp lần đầu tiên là cô ngỏ lời luôn hay là đã đi uống nhiều lần ở quán cô? Nhiều gì mấy lần rồi cô mới ngỏ lời. Cô uống thiếu không? Cũng thiếu mà để ý chứ. Thì thằng con nó mới đi thành phố nó làm nó về nó mới nhìn nó thấy. Dạ. Thấy thì nó tự rồi hai đứa rồi tìm hiểu quen rồi tới chừng 5 năm. Quen 5 năm. Quen 5 năm luôn hả? À. Vậy thấy nó có đã trà sữa không? Hay dạ. Là mạnh đến nào uống cho tiền? Dạ. Về uống trà sữa của mẹ thì ngán rồi không thấy chỗ nào ngon bằng nên nghỉ uống luôn. Trời ơi. Lần đầu tiên mà khi mà My gặp mẹ đó, lúc đó là gọi là sao ta, có ấn tượng gì chưa? Lúc đó thì em còn đi học nên em vô uống trà sữa thì thấy hai cô là mẹ với cô bác ba gần nhà, hai người bán chung thì thấy hai cô rất là vui vẻ, cười nói vui vẻ dễ thương lắm, cho nên là quý hai cô cho nên là ngày nào cũng vô hết á. Ăn trà sữa mắc không? Dạ lúc đó rẻ rề, một ly trà sữa mà có 5.000-7.000 mà bán vừa rẻ mà vừa ngon cho nên mới vô hoài, chứ bán mắc là giờ là đi rồi, đi sao trời ơi. Thiệt mà Dũng ơi, muốn lần là thấy mắc là đi luôn á. Rồi từ lúc mà uống trà sữa mà lúc mà chị để ý nói với cô này xong thì tới bao lâu thì hai đứa đám cưới? Thì tới 5 năm. 5 năm? 5 năm rồi mới cưới. Cưới về thì nó cũng biết làm gì hết trơn á. Thì kêu đi chợ về kêu con lặt rau. Thì cái nó lặt rau mà nó lặt ra ngọn bí nó cắt ngang không, nó không có tước. Rồi về cái luộc sao ăn dây nhách rồi bỏ hết trơn à. Nói con này sao nó lặt rau mà nó cũng không biết lặt nữa. Đâu nó cua à. Nó tính luộc xong để mẹ chồng vừa ăn vừa gỡ mà. Thì tới nấu canh cải. Canh cải thì tới nấu canh xong rồi cải mà nấu canh với tép á. Thì sao thằng chồng nó nói ủa sao nay cái canh này nó niêm nó không có được đậm đà giống như hồi đó. Cái ai vậy ăn dâu nó nói nó niêm nó bỏ đường. Yeah. Canh cải đó canh rau mà bỏ đường sao ăn. Yeah. Rồi cái rồi nó là nó gì còn có một cái là nó tắm. Yeah. Nó tắm nó cũng tắm lâu quá đi, nó tắm sao mà có cả tiếng đồng hồ nó chưa ra nữa. Rồi chắc nó vừa tắm vừa quay TikTok rồi mà tắm. Thì nó tắm xong rồi nó rồi vừa ra giữ con cho nó ăn mà đi vòng ẵm con đi vòng vòng đã đời mà về nó cũng chưa ăn xong. Nó lâu lắm tắm vậy đó. Cũng lâu. Mà ăn cũng ăn lâu. Cũng nữa. Lâu. Đó đó. Mà nấu thì không có không ngon. Không ngon. Nấu chè cải mà. Sáng tạo. Thì có cái thì đi bữa thì đi quay TikTok. Đi đã đi quay tới chiều không thấy về. Tới 5 giờ chiều ê, điện thoại xuống dưới nhà bác ba nó thì nó lội dưới ao nó tắm tẩm dưới mà nó không chìa nó giữ con cho mình nấu cơm máy vậy đó. Con giao cho bà và chồng đi tắm bơi tẩm vậy đó. Nó quay lên TikTok xong rồi nó vô xuống ao nó tắm chơi luôn à. Nó không lo nó về. Đó là những lần đó là mẹ mình có la không? Mẹ thấy mẹ cũng hơi giận giận thôi chứ mẹ không có la nhiều. Nhưng mà rồi có giải thích với mẹ làm sao không mà sao không chăm con rồi đi tắm dữ vậy? Dạ tại vì cái lần tắm đó là vợ chồng em quay xong á là chồng em thấy nước trong quá rồi bay xuống tắm luôn. Thì em nói đầu là em không có định tắm, đứng trên bờ coi thôi. Mà chồng em cứ kêu hoài kêu xuống tắm đi. Mình cũng đang dao động chút xíu. Thôi bây giờ không tắm thì cũng phải đợi tắm xong rồi mới được về. Bây giờ không ấy mình xuống tắm chút xíu. Mới về xuống bơi chưa được 3 vòng nữa. À, cái chị dâu trên bờ nói My ơi bà Năm kêu về cho con bú. Nó muốn độn thổ. Tuột cảm xúc luôn, đang bơi sung sung quýu càng lại luôn không bơi. Tại tại chồng nó kêu chứ đâu phải nó muốn. Dạ đúng mà lần đó là chồng kêu chứ lúc nào em không muốn. Có một lần mà mình bệnh nằm võng kêu con nấu cho mẹ một tô cháo ăn liền á. Dạ. Nó quất một cái bịch cháo ăn liền nó mới quất cả tô nước nó lỏng bỏng rồi biểu ăn đâu được. Phải bỏ thêm gói thứ hai nữa vô nó mới ăn được.
Thì nó chắc nó tưởng nó húp cháo. Dạ, con tưởng nó là giống như nấu mì tôm. Tương tự nghe nấu mì tôm nên chết hơi nhiều nước chút xíu. Vậy mà... từ lúc mà uống trà sữa cho tới trở thành con dâu của mình nó cũng vậy luôn, y như cũ. Nó không có gì là làm dâu hết trơn đúng không? Về nhà làm hết luôn, nó ngủ tới 7 giờ mới dậy. Dậy xong là ở đây mần công chuyện hết rồi. Dậy thì nấu nước, uống bình thủy đồ chăm hết. Thì quét nhà quét cửa giặt phơi đồ rồi lấy đồ ra phơi rồi nó dậy chỉ nó tút miệng nó giữ con rồi giữ con mà phải mình vừa xong là phải ẵm con cho nó nữa thì làm tối ngày vậy thì trưa thì vợ cứ dâu về làm mệt thêm đúng không? Ờ đúng rồi. nói để nó cứ dâu về cho nó lo cho thằng chồng nó đỡ mình chút. Dạ. Cứ sao giờ cứ dâu về còn thêm một nàng dâu là mình còn cực rồi còn phải lo cho cháu nữa thì trà đôi dép cho thằng con tay luôn nữa trà từ đôi dép đồ nó đi đám vậy nó cũng bỏ về xề vậy. Dạ. Bề bộn vậy thì mình phải trà dép sạc dép rồi cho nó thì thôi nó lù bù nó thôi cưới dâu này giờ hả còn cực hơn hồi đó chưa cưới biết đó cho nó uống trà sữa không cho về cho rồi khỏi gì cho nó mệt giờ còn em nó nữa thôi không thôi giờ từ đây rút kinh nghiệm là không có ai vô uống trà sữa mà hỏi nữa đúng không nói thôi giờ em mà chừng nào cưới thì tao không đốc nữa ớn quá đi nó giàu gán quá nhưng mà rồi cô có chỉ dạy cho My không thì thấy thì nó đi nó giờ nó mê bên TikTok á thì nó đi quay tối ngày thì kệ giờ cho nó đi chứ giờ mình nói nó cũng đâu có được. Dạ. Thấy vậy giờ mình nằm giữ con nó còn cực hơn hồi đó giờ nó giữ tới chiều luôn hồi đó còn bữa quay bữa nó đi bữa không. Dạ. Còn đỡ giờ suốt luôn trưa nhiều khi không có nằm nghỉ trưa nữa suốt luôn à. Ừ, vậy tao biết tao làm TikTok thôi nữa tao đừng để con sớm tao làm TikTok xong rồi khi nào thoải mái ăn đẻ. Em quay cái đó là con quay lúc đó là con đang có bầu. Quay cũng định là quay chơi thôi cứ sao tự nhiên cái được nhiều người xem quá cái cảm thấy thích kéo hả cái cuốn theo cái ngày nào con chồng cũng rủ em nay có kịch bản này hay nè rồi quay cái tiếp thì đó à dạ ờ đất ơi vậy là coi như lấy dâu về coi như là không có dâu nữa mình còn khổ thêm nữa đúng không? Cực hơn đó. Nhưng mà giờ mình thấy cảm giác là cái con dâu này nó có hợp điều gì với mình không? Thì thấy cũng thấy thương mình mặn hết à cái gì cũng thương hợp có gì hợp với mình không? Thì mình hợp thì nói vậy thôi chứ cũng bỏ qua hết thương con. Thì tại vì mình cũng con trai gái mình coi nó như gái mình. Không như con trẻ quá. Với lại thật ra cái công việc của cháu giờ là nó đang phát triển. Từ đó đó. Nó cố gắng mai mốt nó trả lại mấy tiệm trà sữa cho mẹ chồng luôn. Trả chưa? Trả tiền trà sữa chưa? Chưa. Giữ con chứ chưa trả tiền trà sữa. Chưa mới trả mấy hộp Tân Châu thôi à. Chưa trả đủ ly trà sữa hả? Nhưng mà có khi nào mà mẹ cấm con không cho con đi quay không? Mẹ cấm thì không có cấm nhưng mà cái lúc mới đầu quay thì mẹ hay cười thôi. Mẹ hay chọc quê thôi. Cũng như lúc đầu hai vợ chồng quay thì cũng còn ngại á. Nên là cứ đi lén lút đi quay chiều cứ hai vợ chồng nắm tay nhau đi xuống dưới chùa quay á mẹ cứ chọc là hai đứa này cứ ngày nào cũng được quay tớp gì đó không biết nó xong xài gì không rồi có lúc mà quay mấy cảnh mà đóng ăn mày chồng em nó vẽ mặt mày lọ lên tùm lum mẹ cũng cười nói gì có mày mới xiên mới làm vậy chứ không có ai mà làm gì hết á. Lúc đầu thì cũng lén mắc cỡ đâu có dám cho mẹ mà coi mấy cái clip mình đóng đâu. Cứ mẹ thì cũng muốn mặc dù cười nhưng mà cũng muốn coi clip của con mình đóng nó ra làm sao lắm. Cứ chiều cứ lướt điện thoại coi nó có nằm đóng không mà đâu có biết là em lấy điện thoại của mẹ em chặn TikTok của mẹ đóng tiêu mà đâu coi được chặn mất tiêu rồi kiếm bài mới ra trời ơi chặn mà không biết luôn hả xong kia thấy cái mấy đứa nít lại hỏi quay này quay kia cái mẹ cũng nôn mẹ kêu cà rốt cái này sao mở mà đâm coi cái cà rốt nên hỏi này hỏi người kia để xin cho coi chứ điện thoại coi đâu có được may mà nó lại nó mở máy nó nói ủa ai chặn TikTok của bà ủa rồi ba cho dạ ba thì không nói gì hết chắc là cũng không cho cũng là cho đúng không nhưng nó quay vậy đi suốt vậy cực thấy mồ luôn phải vậy không về phụ bán trà sữa dễ kiếm tiền hơn hả nghỉ bán trà sữa rồi nghỉ rồi giờ chồng dừa nghĩ thì giờ con nó mở tiệm cái nhà vậy á nhà riêng đó thì nó mở tiệm cầm xe thì thằng chồng nó làm bên đó là chiều trưa nó mới đi quay đi quay thì làm đó thêm nhưng mà coi mấy cái TikTok của con dâu làm vui không thì giờ thấy cũng vui thấy cười bởi vì ai cũng
nói đi gạch đồ hay hỏi đồ đó thì ai cũng khen, thì thấy vậy thôi kệ cho nó làm luôn. Nói gì thôi đừng chặn nữa em. Mở ra cho mẹ coi cho vui. Dạ bây giờ thì mở rồi. Bây giờ mẹ là fan cứng của hai vợ chồng rồi. Bữa nào cũng mở cũng coi cười hả hả rồi. Chưa không quay thì ủa hôm nay mày không quay hả rồi, hôm nay tao coi cái gì. Giờ coi lại clip cũ. Thì mình đi chợ đồ này kia thì ta khen nói quay. Mẹ có mở TikTok cho mẹ không? Dạ quay một thời gian bớt ngại rồi mới mở lại cho mẹ coi. Không, như giờ mẹ có chơi TikTok không? Dạ có, mẹ lúc có clip mà con mượn phụ đóng giùm. Mà mẹ làm diễn viên đóng luôn. Phụ đóng luôn nha hả? Có clip nó mượn mẹ vai đó phụ giùm. Đóng gì? Thì đóng này kia. Nó kêu nói này kia mình nói theo nó. Nói gì? Diễn viên này diễn viên khó chịu lắm. Đâu vậy? Mỗi lần mượn quay là phải năn nỉ cả nửa tiếng đồng hồ mới xong. Có cái xe không? Không có trả tiền không? Hả? Chưa. Muốn cái diễn viên chưa là cũng đang chờ đó nha. Chưa mời diễn viên xong trả tiền người ta. Bà, chắc không có cách xe nên hơi hơi quạo. À đúng rồi, không có cách xe quạo chứ. Những con gần chết luôn thì đó, không có cách xe. Nghĩ sao cách xe không cô? Nghĩ sao vừa bắt người ta giữ con bắt tôi quay TikTok nữa.